tính bây giờ thằng chạy xe được nó chạy mất tiêu thì sao? Mình cho cái thằng không chạy xe đứng tên mà cái thằng chạy xe thì không đứng tên. Chơi vậy đó. Không, khùng khùng của Nhân Đức mà sao tính cũng kỳ cục ghê. Cuối cùng thằng chạy xe đâu đứng tên đâu, nó chạy xe nó vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ người ta phạt nguội. Cuối cùng ta điện thoại cho ông Nhận Ngôn. Điện thoại cho ông Nhận Ngôn này đứng đây nè. Thì nói chuyện cũng hịch hạc rồi thấy tội nghiệp. Hiểu không quý vị? Thì bây giờ người ta nói chọn mặt gỡ đô la chứ. Hiểu không? Đó là hịch hạc. Hiểu không? Đó hịch hạc rồi cứ không có đi đâu. Già cả rồi. Có muốn đi chơi gì nữa đâu. Thì thôi. Cho đứng của Tam Bảo. Cho nó yên. Thì bị biết rằng là mấy ông nhỏ mấy ông chạy. Em chạy thì cuối cùng nó kêu Nhận Ngôn là nó phạt ổng. Thì khổ ghê chưa? Nó phải nhìn ra liền thấy chưa? Nó lỡ nó thầy lớn tuổi rồi. Mà sao thầy chạy xe còn vượt đèn đỏ đó? Khổ thấy ghê thiệt. Ông Nhận Ngôn nó trời ô mắc cỡ đỏ mặt hết chứ. Mà hiểu không biết nói gì chứ. Nhận Đức nói sao ông không nói? Mai mốt mà gặp trường hợp gì ông nói gì nè. Tôi không có biết chạy xe. Nhưng mà trong chùa tôi ở lâu, lớn tuổi. Rồi xe cộ thì tôi đứng. Còn mấy chú cư sĩ mấy ông mới chạy xe để mà chở đồ này kia à. Nên từ nơi đó mà thầy ông thấy tôi lớn tuổi nên cho tôi đứng tên cho ở luôn trong chùa. Chứ mấy chú nhỏ trẻ thì khi lúc này tu lúc kia không tu. Nên ông kêu tôi đứng tên, chứ thật sự với mấy anh là tôi lớn rồi sao mà vượt đèn đỏ. Mà tôi có biết chạy xe đâu mà vượt đèn đỏ trời. Có biết chạy xe đâu mà vượt đèn đỏ, ông nói vậy đó. Nói với mấy công an người ta biết. Chứ tự nhiên người ta tưởng đâu ông là ông thầy mà chạy xe vượt đèn đỏ. Ông công an nói rằng là trời ơi tôi thấy thầy sao cũng nghiêm túc quá mà sao chạy xe vượt đèn đỏ. Nhưng mà những ông không dám nói chứ, cái này mới là cái dở. Nó nói dám ăn, dám nói, dám gói, dám sách về nhà. Con người sống trong cuộc đời này, ông chờ ông sanh ra cho mình cái miệng, cần nói thì nói. Còn lúc nào không cần nói thì thôi, đừng có nói. Còn lúc cần nói phải nói, ai quýnh đập mình đâu sợ. Nói cho người ta hiểu, hiểu chưa? Mai mốt nói vậy, ông là ông có trường hợp nó không phải nói cho công an người ta nghe. Chùa đông quá, mấy ngàn người nói chuyện vẫn chơi hết trời. Không phải đơn giản, mà vùng qua những đức la cho một chập mấy chú trẻ. Từ hôm nay mà ông nào chạy xe là tôi ghi tên vô là rõ ràng giờ dắt đi ra là phải ghi là giờ mấy giờ ông này đi ra đường. Để tôi biết được là khi cái gì là tôi bắt mấy ông đó chứ đừng nói chuyện dẫn chờ đùa tôi nghe chưa. Phạt 10 triệu. Phạt nguội hai lần 10 triệu. Dẫn chờ hả? La theo hôm qua một chập. Nên từ nó đó vậy thấy chưa? Nó đứng tên ngon không? Đứng tên ngon chưa? À, cuối cùng Nhận Ngôn đâu có bằng lái. Sao phạt ổng? Cái ông chạy thì đâu mất tiêu rồi, lôi ông hí ra. Cái ông hí mà ông coi chánh điện nè, ông đâu có chạy xe mà ông có bằng lái. Thì đem ông ra đưa bằng lái, người ta giữ 3 tháng. Nói hai ông đúng là quan tình. Quan tình thiệt luôn. Nó về nhắc nhở trong chùa, mình là người tu hành quý vị. Ở ngoài đường người ta ghi cái chữ rõ ràng, thà chậm một giây đừng gây tai nạn. Thà mình còn một hai giây đèn xanh mình dừng lại đi. Chứ vội vàng chi mà chạy quá để cho người ta bắt mình. Phạt tiền chút đỉnh không nói chi nhiều quá. Nhưng mà cái kỳ người tu trong chùa mà bị người ta phạt. Nên tất cả cư sĩ biết Phật pháp nhé. Mình chạy xe coi theo tốc độ mà chạy. Thật sự mình mà chạy đúng tốc độ không ai thổi mình làm gì. Mình chạy cái đàng hoàng mình chạy. Mình chạy cho nó đúng đàng hoàng. Tôi có bằng cao quá mà tôi còn chạy. Hiểu chưa? Đó, nên chạy từ từ mà chạy. Ai kêu chạy chi gấp gáp dữ vậy? Nên ai mà mỗi lần mà chở xe như Đức mà leo lên mà kêu mà chạy mà háo hức là như Đức nó không thích. Cái tâm chạy mà giật là biết cái tâm này không ổn. Lên xe chạy bình tĩnh, số đồ vô nó nhẹ nhàng. Chứ đâu phải chạy mà giật tức.
chạy như vực phong. Cái kiểu đó mà người ta yếu yếu, ta ngồi chút ta ói thấy một, hiểu không? Đó, vị thấy chưa? Nên mình nghe đạo rồi, cái gì mà nói của cải ai đưa mình đứng nó thôi. Cái này phiền phức là mai mốt nó khó giảng sanh, hiểu không? Nó chứ đừng có nói tự hào nghe. Ngày xưa không hiểu mà ai cho đứng miếng đất gì. Thôi. Đứng thôi mà của người ta mà, của mình đâu. Hiểu không? Thôi gọi cũng ham chỗ đó. Hiểu không? Thấy rõ ràng tự những ngôn rút kinh nghiệm. Thấy chưa? Nhưng mà những đức trong chùa, những đức kêu ai đứng tên gì là đứng đấy, không ai dám luôn á. Nghiêng những đức không đứng. Đứng nó kêu tôi thì sao? Tôi khỏi mệt quá đi. Đã không đi đâu bây giờ còn kêu tôi nữa. Mấy ông thì có thời gian, mấy ông đi đi, rồi tôi đâu có thời gian. Nó nói không, tôi khỏi đi. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng nghe những cái điều đơn giản này nè, để trong cuộc đời nó đừng bị cái danh cái lợi mà nó che mờ cái lý trí của mình. Đó là cái danh cái lợi đó, lý trí mình phải nhận thức. Cái của mà mình sử dụng được, chứ cái của mà của người ta mình ham gì, hiểu không? Nó mình là người tu đạo, tin sâu nhân quả chứ. Cuộc đời của người có phần thì có phước, có phần. Còn có người mà nó đã không có phước, bây giờ có đi giành giật cũng không được, hiểu không? Này phải suy nghĩ nghe. Nên nó sống hiểu nhân quả rồi, nên những đức nói mấy anh em trong chùa, những đức nói đi đến đâu ở đâu, mình được ở thì mình lo hết lòng mình. Cái nơi đó có vô bàn tay mình hay không vô bàn tay mình mặc kệ. Bản thân chúng ta ở đâu là cứ lo nhiệt tình hết mình ở đó đi. Như bản thân những đức ở đây, Hòa Thượng chỉ giao coi chùa thì những đức cực lực hết mình luôn, làm tới bờ tới bến luôn, đúng không? Còn Hòa Thượng giao cho đệ tử nào cũng được, còn có giờ dành với ai chứ nha. Cái số mình có phước thì không có chỗ này, nó có chỗ khác, lo gì? Thấy rõ ràng luôn. Ngày xưa nhà đức trên Đà Lạt thì nhảy cái nhà đức xuống đây, nhảy cái qua tới Đại Tùng Lâm, nhảy cái qua chùa mới, do người ta đưa nhà đức đi mà nhà đức nhảy, chứ nhà đâu phải tự ý nhà đức nhảy đâu, hiểu không? Nó rõ ràng mình tu hành phải hiểu. Nên tất cả Phật tử cũng vậy, đối với trong gia đình của mình, anh chị em cũng gì, ai cha mẹ cho ai nhiều cũng được, chia cho ai nhiều mình mừng giùm người đó. Nó còn thí dụ như cuộc đời của mình, vợ chồng sống nhau mà không có con cái gì chứ, mình nên đem cái tình cảm mà của mình đang thiếu con, mình đem lại cái nơi trẻ mồ côi. Con người mình tại sao cứ nghĩ người thân mình không mà cứ nghĩ đây là con tôi mới thương. Cũng nhiều đứa con nít nó đang thiếu tình mẹ tình cha lắm đó. Chúng ta rảnh rảnh chúng ta hãy chạy lại cái viện mồ côi á, làng tre rồi đó. Trên thành phố có nhiều viện mồ côi nuôi trẻ em đó. Mình vô mình bồng các cháu, những đứa thấy mấy đứa mồ côi mình bồng nó mừng lắm. Nó thích người là mẹ lắm. Nó mình lỡ mình đem cái sự thiếu thốn của mình về con, nó thiếu thốn về mẹ, hai bên ghép lại đủ. Sao mình không làm vậy đi? Đúng không? Lâu lâu mình rảnh mình sắp xếp mình tổ chức khoái đoàn, mình đi thăm những cái viện mồ côi của trẻ em mồ côi, để mình nhìn ra còn nhiều mảnh đời khổ. Mình cho con mình thấy, nó con thấy không, con còn cha còn mẹ, còn các bạn kìa, không có cha mẹ gì kìa, mà bạn còn tật nguyền, bạn nằm trong cái nôi kìa con à, một khoảng nhỏ cho bạn nằm kìa, con thấy chưa, con có phước quá nghe không, mà con mà còn không ngoan nữa sau này con hết phước, là đời con khổ đó. Chỉ con mình để con mình biết thương người, dẫn con mình đi đến chỗ nào, viện mồ côi nè, nuôi người già nè, những cái nơi vậy để cho con mình nhìn nhận một kiếp nhân sinh, đào tạo con mình sau này biết thương người, biết thương người thì có phước, đúng không? Nên tất cả những người mà mình không có con á, mình đừng có buồn. Buồn chi? Số mình không có con buồn làm gì? Nó cứ là thương con người ta đi mà mình có con à. Dùng cái tình cảm dành cho con người ta đi mình có con. Cái tâm đó nó đặc biệt chứ lắm đó quý vị. Những đức nói những chỗ này nó quan trọng lắm. Bây giờ mình niệm Phật mình muốn làm Phật mà. Bây giờ ở cõi này mình phải sống làm sao cho đặc biệt chứ, đúng không? Nên những đức nói tại sao mà chùa mình Phật tử người ta vì chùa mình cái là từ từ người ta hết tham, giảm tham tối đa luôn. Có cái bà kia, bà lợi chùa nó nói một câu nè: con nói thiệt với thầy, con đi chùa 5 năm mà con thường quan niệm con nghĩ gì nè thầy, là Phật xài tiền lẻ.
Ghê không? Cái quan niệm ghê thiệt chứ. Nó là Phật là xài 2000 được không? Còn mấy tiền chẳng để cho con xài. Mà con chỉ cần cúng một cái là con quỳ lại, con xin Phật tá lả âm binh. Cúng cho một bình hoa, cúng cho nải chuối là tàu ô thầy ô, con cầu Phật cho con trúng số tứ tung lang tan. Mà từ khi con đi đến chùa, con nghe thầy giảng, con mới hiểu. Con hiểu ra thì ra mình sao mình ngu quá. Phật là bậc trí tuệ mà đi cho mình trúng tấm giấy số để mà lãnh một bó hoa, một nải chuối sao? Mình dạy nhất mình còn biết tính ra. Nếu như mà cho mình nhiều vậy mà chỉ lấy có nhiêu, thà mình lấy cái tiền của mình có được mình đi mua cho nó thoải mái, đúng không? Mình đi đến chùa là mình tiếp nhận giáo dục, chứ không phải là mình đi cầu xin tầm bậy. Chúng ta phải lo tu hành. Còn cầu là cầu cho mọi người á, nó trả lại cho mình. Cầu cho mọi người nó mới trả lại cho mình. Niệm niệm vì người ta thì mình mới được lợi ích. Còn tâm mình hẹp hòi quá thì sao mà tu nó phát tâm được. Bà nói rằng con đi đến chùa là con keo như kẹo kéo. Thầy biết rằng không bao giờ đâu thầy ơi. Bữa nào mà con cúng được 10.000 là dữ lắm. Kinh khủng không? Vậy mà con nghe thầy giảng với bữa nay con dám cúng 1.000.000 rồi đó. Thấy ghê không? Bà nói vậy đó. Còn có hai vợ chồng ở thành phố chạy xe lên đây nói một câu. Con nói thiệt với thầy, từ xưa giờ con chưa bao giờ cúng lớn lần nào. Mà lần này mà con cúng chùa thầy 2 cái tivi mà 65 inch mà 2 cái rồi, nó con cúng lớn nhất. 2 vợ chồng mua gỡ lên chùa. Tại lên đây nghe pháp thấy bên kia chùa mới 2 tivi nó nhỏ 55 inch. Bây giờ ba mua thì 65 inch gỡ lên. Xong 2 chồng chạy lên. Nó còn nó từ đó giờ con mới thấy con cúng lớn dữ. Ghê không? Nó hỏi sao à, sao mà chiến này lại chùa này mà cúng lớn dữ à. Nó còn nghe là giả con hiểu. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Ghê không? Đó, thấy không? Nên mình muốn đoạn cái lòng tham người ta thì bản thân mình phải đoạn lòng tham. Bản thân mình keo kiệt mà kêu người ta mở rộng tâm với mình, chuyện này khó lắm. Quý vị muốn người ta mở rộng tâm lượng lớn với mình thì mình phải mở rộng tâm lượng lớn hơn người ta. Bây giờ quý Phật tử đi về chùa, quý vị thấy những đức, tâm lượng những đức có nhỏ không quý vị không? Làm sao mà nhỏ quý vị được? Nhỏ quý vị làm sao mà những đức hướng dẫn quý vị được? Ở là phải lớn hơn quý vị bao nhiêu lần nữa chứ không phải chuyện giỡn đâu. Những đức nói thiệt, những đức tính bao nhiêu việc nó thoát ra khỏi cái gia đình, thoát ra khỏi ngôi chùa luôn rồi. Nên từ nơi đó tâm lượng nó lớn, phước báo nó mới lớn, công chúng nó mới đông, người ta mới đến với mình mà bằng một cái tâm thiện nguyện, không có tính toán luôn. Tại vì sao? Mình thoát ra khỏi ngôi chùa rồi, chứ không phải là chỉ có trong ngôi chùa mình mà thoát ra khỏi ngôi chùa mình luôn rồi. Tính bao nhiêu việc là nó thoát ra hết trơn rồi. Nên từ nơi đó mà người ta mới mở rộng tâm lượng ra. Vậy thì quý vị hãy học từ ông thầy á. Đối với anh chị em, đối với người thân, khi mình cho tiền người ta, mình đừng có dằn vặt người ta. Mình đừng có nói rằng mình cho cái người không tu là không có phước tầm bậy. Họ mai mốt họ tu, có khi họ còn hơn mình. Bây giờ người ta chưa tu, chứ người ta mà tu một cái người ta tu hơn mình, không có chuyện giỡn đâu nghe. Nên đối với chùa chiền mình rộng rãi, nhưng đối với anh chị em, người thân, gia đình cũng phải rộng rãi. Cái tâm mình phải vậy đó. Mình mà mình có điều kiện đi, anh của mình nghèo quá nghèo, cái nhà anh mà sắp sửa sập, cắt nhà cho anh luôn. Bây giờ mình đem tiền mình cúng dường cho chùa, số tiền đó mình chích ra phần nữa, mình cắt nhà cho anh mình đó. Cái đó cúng dường tam bảo chứ gì. Tam bảo là giúp chúng sanh. Còn gia đình mình giúp được giúp đi. Tự nhiên mình làm việc của Phật Pháp, người ta không có nói được mình. Ta không có nói được mình cái gì chứ. Chứ đừng có bao giờ đặt cái vấn đề ở đây là tam bảo. Tam bảo là làm cho chúng sanh chứ gì. Hãy mở cái tâm lượng lớn ra. Chứ tam bảo để làm gì? Lo cho chúng sanh chứ gì. Nên những đức khi nuôi mấy bà già, những đức mong làm sao lo cho mấy bà già, cho bà tương đối, cho bà vui. Có nhiều người gặp những đức nói thầy lo quá mấy bà hết phước. Bả hết phước kệ bả chứ. Con đã lo là lo chứ làm gì cái chuyện lo hết phước. Cái chuyện mình làm là làm à.
Cái chuyện mình cho người ta là cho, chứ mình không có quan niệm những chuyện khác. Suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá nó nhức đầu lắm, đúng không? Vì thấy tại sao chương trình khiếm thị chùa mình mà nó đi tới 5.000 người? Là tại vì ai đến xẹ tay thì mình cho tiền, không nói vòng vo chứ nha. Nếu như bây giờ mình lựa người khiếm thị ra thì cái ban tổ chức mình cực không? Cho phiền não thấy mồ, thấy không? Bây giờ cái ngày đó chúng ta xả sang tham đi. Mỗi lần chương trình khiếm thị xả sang tham đi. Nó gia trì chú thực diệu già đà. Hiểu chưa? Xả sang tham Bồ Tát. Hiểu không? Nên xả. Bây giờ có nhiều người, người ta giàu mà người ta có thể đi vô trong cái sòng bài, người ta casino, người ta quýnh bài. Bao nhiêu tiền người ta xả, sao không đem xả ngay người ta đi? Trời ơi, xả ngay khiếm thị ngon gì đâu. Nhưng Đức nói bây giờ chủ cả đồ nghe qua công đoạn này, ngày thứ sáu dẫn nhân viên đến đây đổi ra vài trăm triệu cho người 50 ngàn. Người 50 ngàn, 5 ngàn người nó có 250 triệu. Nhân viên của mình cho nó cầm tiền, nó cho mình đứng đầu cầm cờ dẫn đi cho có bài bản. Vậy là phải là ngon không? Vừa có phước mà vừa đổ người làm công. Mình làm chủ lớn mà, chủ lớn mà. Bây giờ nhân viên mình làm, gia đình cha mẹ nhân viên mình có người mắc, mình lo hòm gương, lo đám tiệc. Rồi nếu gia đình nhân viên mình nghèo, lo đi, họ sẽ bán mạng cho mình luôn. Con người làm chủ lớn là phải có cái tâm lớn vậy đó. Con người này mới là con người kinh khủng, hiểu không? Sống phải vậy đó. Nên những Đức nói với mấy người ban phục vụ trong chùa, những Đức nói gia đình cha mẹ cái gì mình phải ra tay. Người ta con người ta vô chùa nhiệt tình ở đây 7-8 năm, 9-10 năm ở chùa lo cho tam bảo. Gia đình cha mẹ ở nhà có chuyện gì mình phải lo, từ khi người ta có điều kiện rồi thôi. Còn cha mẹ lúc nào vô đây là phải nhiệt tình phục vụ, lo lắng cho cha mẹ của những người phục vụ trong chùa. Quy tắc luôn á, phải làm vậy đó. Nên người làm việc lớn á phải nhìn rộng một chút, chứ đừng có đi chỗ này chỗ kia mình làm thiện mà đối với người làm công của mình eo hẹp. Ví dụ như một tháng lần mình nấu ăn đồ đãi cho người ta ăn, mình làm chủ lớn, mình đứng mình ngồi mình nói chuyện vài câu động viên người ta, rồi cụng ly đồ với người ta thấy người ta cảm tình với mình. Nên cái công việc làm ăn của mình nó càng ngày càng phát lên, nó phát lên thì càng chia cho người ta. Mình có cơm thì người ta bèo bèo cũng phải có cháo, chứ mình cho người ta uống nước lạnh là bèo quá, đúng không? Thế vậy mà làm chủ lớn mà vậy thì đố mà sự nghiệp quý vị đi xuống được. Sao mà đi xuống được? Bao nhiêu đôi tay nó đưa lên mà quý vị nói đi xuống hả? Còn nếu như mình làm chủ, mình chỉ biết cái danh bên ngoài mà quên người ta, coi người làm công như cỏ rác vậy, nó đạp xuống á. Mỗi ngày nó chửi mình, nó đạp xuống á, đi xuống luôn, tan nhà mất mạng, hiểu chưa? Cái này là 100% tôi là người hai bàn tay trắng. Con người đến với tôi là dùng cái gì? Cái danh từ chữ chung đến với nhau, đến nhau nhiệt tình hết mình với nhau. Bây giờ Phật tử đến đi đến chùa mình thấy không? Mình sống gì? Như một đại gia đình. Mai mốt bị đi đến chùa suốt gì? Mai mốt bị già không lẽ như Đức bỏ bị, đúng không? Từ khi tu chết trước thì thôi à, chịu thua. Chứ bây giờ mà tôi mà chết sau là tôi vết liền hết, chứ bây giờ ở đâu con nghe. Nhìn mấy gương mặt này quen hết trơn rồi đó, giờ ở đâu, hiểu không? Lúc nào mà ngáp ngáp là đưa vô liền, chạy vô, nó đưa cho bồng hộ niệm, nó hộ niệm liền chút, hiểu không? Thấy vậy, thấy sống vậy đời người vậy hạnh phúc quý vị. Con người tại sao chỉ vì ba buổi cơm tiền bạc vặt chắc hoài mà không biết đủ, rồi cuộc đời người cứ bận tâm mãi với cái đồng tiền. Thật sự mà nó từ xưa tới nay quý vị hãy đưa lên cái bài toán của cuộc đời đi, có ai mà thiếu ba buổi cơm không? Nghèo cũng ăn được ba buổi cơm mà, cũng sống. Giàu cũng ba buổi cơm. Chúng ta tại sao cứ nặng nề mãi ba buổi cơm vậy mà chúng ta không có những ngày tháng sống nhân sinh hả quý vị? Tại sao chúng ta hôm nay không suy nghĩ cái cuộc sống niềm vui nó còn quan trọng hơn? Tại sao cứ nặng nề hoài cái ngày mai vậy? Bữa nay có thì sợ ngày mai nó không có, đúng không? Chúng ta thường bị cái bệnh này. Cái bệnh này mà tu không tu gì cũng bị nè. Bị mà thành lo.
lo mà nằm co go. Nằm co go là như nè, lo giết mà vậy đó. Nó bây giờ Phật tử mà như Đức hướng dẫn quý vị nè, nhà mà có đất đai sẵn giường đúng không, sống ba buổi cơm la rai, thứ bảy chủ nhật đi về chùa, hiểu không? Nó thiệt quý vị chứ, biết hưởng thụ chút là người khôn. Hưởng thụ bằng cái gì? Hưởng thụ trí tuệ. Hưởng thụ trí tuệ. Sau hè làm một cái giống như một cái vị trí như là nhân sinh, cây cối hoa đồ vậy đó, hiểu không? Rồi lúc rảnh rảnh vợ chồng con ngồi bên nhau uống nước trà, đàm đạo chơi vậy đó. Tội đi ăn nhậu mệt. Trời ơi, đi vô quán ăn nhậu chỉ cho nó mệt thêm, đúng không? La lối sùm. Nói bây giờ thôi, tôi về tôi tắm ao ta, dù sông dù đục ao nhà vẫn ớt. Mình về mình chơi với vợ mình là ngon nhất. Ai cười mình gì? Mà mình mà chơi với bạn mình cũng thua luôn. Nó đâu phải tôi chơi với bạn, tôi chơi với vợ mà tôi chơi với bạn mà tôi chơi không được đâu. Nhưng mà tôi phải gây dựng một gia đình hạnh phúc. Nó ai mà có vợ có chồng mà nghe gì đi, đừng có đi lao túng tối ngày kiếm tiền, mà hãy gây dựng một cái hạnh phúc gia đình đó. Cái này là cái quan trọng. Bao nhiêu con người đến với cuộc đời này, khi chết đi ai cũng hối hận ấy. Nếu như thời gian cho quay trở lại, tôi sẽ sống nhiều bên cạnh bà hơn. Đó chỉ là sự ao ước không mà tầm bậy. Toàn là đợi đến chết không à, đợi đến chết không à. Còn bây giờ cha mẹ còn sống thì bây giờ cha mẹ ăn cái gì mua cho cha mẹ ăn đi. Bây giờ quý vị ăn chay nghe, đi chùa đó mà cha mẹ ăn mặn, cha mẹ nói con cha thèm con gà luộc cháu mua tiêu quá trời con ơi. Thôi ba ơi ba, con trai niệm Phật mà sao ba cứ đòi ăn gà luộc hoài. Ba không có sợ tội lỗi gì hết trơn á. Ba mà ăn gà giết đi rồi ba đọ cho mà thấy. Tao thèm quá mà sao mày nói vậy mày. Này mày nói tầm bậy. Nó tầm bậy rồi đó. Cái chuyện mình ăn chay niệm Phật là chuyện của mình ăn chay niệm Phật. Nhưng ngày xưa mình còn ăn mặn, cha mẹ mình cũng làm đồ mặn cho mình ăn nhỉ. Vậy thì bây giờ dù mình ăn chay niệm Phật là chuyện của mình, còn bổn phận báo hiếu cho cha mẹ, theo mỗi một cái nhân duyên mà báo hiếu. Chứ đâu phải là mình ăn chay niệm Phật rồi bây giờ mình mua một con gà người ta luộc rồi mình chấm, mình làm muối tiêu cho cha mẹ chấm ăn là mình tội đâu. Cái tội đó là cha mẹ, vì cha mẹ còn ăn như vậy, cha mẹ muốn thì mình chiều cha mẹ. Chứ bản thân mình đâu có bắt buộc cha mẹ ăn đâu mà mình tội. Cái gì ra cái nấy à. Nên vị tu phải thông cái tâm này nghe. Thông á. Nó cha mẹ thèm ăn, mua cho cha mẹ ăn, nhờ người ta làm. Còn bản thân mình thì tại vì Phật ơi, con bây giờ con làm con, cha mẹ con còn gì? Con phải lo cho cha mẹ con thôi, chứ ngoài ra không có để cho cha mẹ con đói khát được đâu Phật ơi. Rồi từ từ con khuyên cha mẹ con sao từ từ. Chứ bây giờ con không có thể nào mà không cho cha mẹ ăn được, hiểu không? Chứ bây giờ cha mẹ mà không cho ăn, mai mốt mà mâm cao cổ đầy cúng làm gì? Cúng cho đầy bàn rồi dọn xuống mà nhậu. Đó, nên những điều quý vị nghe gì nè, quý vị hãy xem lại đi. Rồi bản thân mình đi tu sao cho nó thông tình đạt lý. Nó thông tình đạt lý rồi đó, rõ ràng không? Nó không có cái gì trở ngại. Chứ những đức thấy bọc pháp dễ tu quá trời. Có gì đâu khó tu. Tu có gì đâu khó. Mày thấy gì chùa mày, quý vị thấy như đức hướng dẫn khó không? Khó dễ? Khó. Được chưa? Nếu mà thấy có kết quả rõ ràng mà. Không, nhà Đức nhìn các cô mình nghe. Các cô mà đi vô chùa tu 5-7 năm nay mà thấy các cô càng trẻ hơn năm xưa. Trẻ hơn á. Mấy bà trẻ đó. Nó giỡn đâu. Mà do mấy bà vui á, biết không? Vui á, mấy bà ít sân si. Vì không có buồn ai để trong tâm. Hiểu không? Chị em thương yêu nhau vô cùng. Nào, thấy không? Không có chia bè phái. Quá đúng luôn, mà sống gì vậy mà tôi xưa. Thật sự tôi hãnh diện cái ghê. Hơn dặn nguyên cái nhóm này mà nói là không có chia bè phái gì hết chứ. Chị em đều thương yêu nhau tổ gì đó. Hiểu không? Đó. Tự mà xem lại đi. Nha. Nó
Nên mỗi lần người ta khen mình, mình không kể xem lại. Rồi mỗi lần người ta chê mình, mình cũng xem lại, coi có nó phù hợp không. Yeah. À. Rồi những đứa rất là mừng, những vị trưởng đoàn mà hợp, hòa hợp với nhau, chị em trưởng đoàn mà gặp nhau, nắm tay nhau đi rồi, tôi mừng dữ lắm, tôi nói thiệt. Trưởng đoàn nào dẫn được nhiều cũng được, dẫn ít cũng được, nghỉ dẫn cũng được, miễn đi tu là được rồi. Có duyên thì dẫn, có duyên thì thôi, chứ không có cái tâm mà ta dẫn nhiều mình dẫn ít gì hết á. Đó, không có cái tâm đó. Mình đi tu mục tiêu là mình dẫn ta đi cầu giải thoát mà. À, nên có một câu nè: dù cho cúng dường hằng hà sa thánh, không bằng giúp người kiên võng cầu chánh giác. Đúng không? Bây giờ quý vị đi cúng dường có bao nhiêu nơi đi chăng nữa cũng không bằng quý vị giúp cho người ta mà cầu chánh giác, là cầu làm Phật. Bây giờ tất cả quý vị dẫn người ta đi đến đây tu nè, người ta nghe pháp nè, để người ta phát nguyện niệm Phật cầu chánh cực lạc nè. Cái này là giúp cho người ta cầu chánh giác nè. Không? Cái việc làm này của những vị trưởng đoàn, cái việc làm là việc làm lớn nhất cuộc đời quý vị đang làm được. Lớn nhất rồi đó. Quý vị coi, mình đã từng làm vợ làm chồng người ta, giỏi lắm một gia đình thôi. Làm vợ người ta phải đẻ con, cực khổ lam lũ một gia đình. Mà gì mà bây giờ quý vị được gặp Phật pháp, mà quý vị làm trưởng đoàn dẫn người ta đi tu là không đơn giản. Duyên này dày lắm. Rồi mai mốt mà về cực lạc á, về cực lạc quý vị làm trưởng ban dẫn đi cúng dường Phật Bồ Tát. Chứ làm sao, nhân quả tương đồng. Nên làm cái việc này hết lòng hết dạ đi. Rồi lay quay rồi tới Du Lan, chuẩn bị đi, đưa lên chương trình đồ, thấy không? Khắp nơi nơi, tháng 7 mình về đây mình tu được 3 ngày, 3 ngày ở chùa luôn, để mình cầu an cho cha mẹ còn sống, cầu siêu cho cha mẹ mình đã chết. Cái tháng 7 giống như xá tội vong nhân mà ở trên dương gian này, mà hai tây tháng 9, 30 tháng 4 rồi đó. Tội mà nhẹ nhẹ là được thả, còn tội nặng là giảm bớt cái án đi, hiểu không? Rồi ở dưới âm phủ là tháng 7 á, là tội nào nhẹ nhẹ cho đi đầu thai. Nên bản thân mình bây giờ ngay cái tháng 7 mình tập trung nhân lực lại để mình tu, mình giảng pháp, rồi mình niệm Phật, mình lễ Phật, mình tụng kinh Du Lan, đến khi mình hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống, cầu siêu cho cha mẹ đã chết, ông bà đã chết. Ý nghĩa quá trời luôn. Nó nên phát tâm 3 ngày mà lại ngay 3 ngày nghỉ lễ. 1 tháng 9, 2 tháng 9, 3 tháng 9. 3 ngày luôn. Còn ngày ngủ nghỉ bù đi về. Còn muốn ở thì ở. Nghỉ được tới 4 ngày đó quý vị. Lễ nghỉ tới 4 ngày ở về với chồng. Hiểu chưa? 3 ngày này phải đi sáng sớm rồi phải có mặt. Sáng sớm có mặt nó mới được 3 ngày chứ. Thấy không? Sáng sớm có mặt là tu một buổi đi. Là tu một buổi đi. Nên á. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mình là cho 3 ngày miếng mặt nghe chưa? Rồi mà gặp mà 1 tháng 9, 2 tháng 9 mấy ngày lễ nữa, lễ lớn. Quý vị thấy không? Cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ luôn. Thấy quý vị? Việc làm này đặc biệt lắm vị ô. Ồ. Nó phát tâm cho mạnh lên nghe không? Đó. Cái tâm phát hừng hực lên á. Mỗi lần mà lễ mà tôi đưa lên chương trình lễ là cái tâm trạng ai cũng giàu dạc hết. Phải vậy đó chứ không phải nói trời xong tôi mệt quá trời mệt. Ba ngày, bốn ngày mà tôi mệt quá. Cái tâm đó là mai mốt hết duyên á. Thì đừng nói chuyện dẫn chơi. Phải làm sao mà tôi phát tâm mà tôi làm mà ở dưới mà. Vậy đó. Hừng hực cái tâm lên. Vậy thì có cơ hội làm hoài. Trời ơi, gặp ông thầy mà ông chịu tu là mình mừng lắm. Tại thầy chịu tu mà. Đó, những đức cái gì chứ phải tu. Còn năm nay này, cái chặn lễ dưới ông âm năm nay mới dữ dằn. Không mà năm nay công nhận là cái năm tổ chức nhiều quá trời chương trình quý vị.
Năm nay quá trời tổ chức luôn à, dữ quá. Nói không, bây giờ là bắt đầu là 19 tháng 9, 20 tháng 9, 21 tháng 9 âm lịch. 3 ngày, 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta giảng được 12 buổi. 12 buổi luôn. Tại vì mỗi buổi đều có giảng xong mới lại. Cái này 3.000 lại nghe nói nghe. Đơn giản đâu. Cái chiến này mà nói mà ai mà không đi lại là người này uổng lắm. Quá thiệt thòi luôn á. Thấy không? Cái chương trình lễ Quan Âm đợt này nghe, cái năm nay mà 3.000 lại nghe, 19 tháng 9 là cái trận kết cuộc của năm nay. Tất cả các đoàn từ nước ngoài, trong nước, ngoài nước gì gì hết. Chiến này là chiến kết luận của một năm. Quá dữ dằn mà. Những đức đang đặt 30.000 cái máy nghe pháp tặng cho quý vị. 30.000 cái. Cái máy nghe pháp nhỏ gì mà trong đó hơn 1.000 buổi thuyết pháp. Làm lại cái thẻ này mới ken luôn. Ừ, đặt 30.000 cái rồi đó. Điện thoại cho người ta làm 30.000 cái rồi đó. Bữa lễ dưới Quan Âm mà cái bữa tối 21 đó nghe. Lễ xong cái bữa buổi chiều là tặng luôn. Tặng người cái 30.000 cái có đủ không? Cái này 20.000 thiếu rồi đó. Bây giờ 30.000 mà thiếu nữa chịu thua. Chứ sao bây giờ? 30.000 mà thiếu chịu thua. Thì sao 40.000? Chứ sao bây giờ? Đại Tùng Lâm lớn quá quý vị. Bao nhiêu người cũng lại được hết chứ. Có ngôi chùa vậy mà sao không tổ chức? Đúng không? Cơ hội mà. Nó bây giờ chuẩn bị làm cái la phong nhà Tôn nè. Cái nhà Tôn làm la phong lại gắn đèn lại nghe. Chuyến này bị lại tới dự lễ Du Lan nè. Là có nè. Du Lan là làm la phong hết luôn. Bắt đèn lại lên rực rỡ luôn. Hoành tráng. Du Lan là nhà Tôn xong rồi đó. Bắt đèn đuốc rồi lại hết. Nó... Nên có cô kia cổ phát tâm của làm cái la phong rồi đó. Bị khỏi lo. Có người làm rồi mình nói khỏi lo. Chứ không có ai làm nữa bị phải lo nghe. Hiểu không? Có người làm rồi. Bắt đèn đuốc quạt rồi lại cho ngon lành. Rồi xung quanh nghe sau lưng nó đổ cái nền bê tông cho sạch sẽ. Sau lưng phía trước 48 pho tượng nghe. Là bắt đèn rực rỡ chiếu. Chưa? Không kể phải đưa chương trình tu mà. Bây giờ chúng ta nghe nhớ nghe vị. Đời này phải vừa cực lạc. Chứ làm do chứ. Đến cái cõi này phải làm cái gì đó phải vừa cực lạc mới được. Không làm uổng lắm quý vị. Chứ nếu mà tu một đời ngắn ngủi này chết đi đi đỏ tam đồ uổng lắm. Nên Hòa Thượng Hải Hiền nghe nói cái khổ của tam đồ chưa đáng sợ. Khổ nhất là phát lên chiếc áo cà sa mà mắt thân người. Hòa Thượng Hải Hiền nói câu vậy đó. Bây giờ mình phát được chiếc áo cà sa phải không? Phải làm nè. Làm tớ luôn. Có cơ hội mà. Hết duyên rồi thôi. Thấy không? Nói bị nghe gì rồi trong lòng nó hừng hực cái tâm nghe. Không mà trong lòng bị cũng vui á. Vui là giống như mình đi tu mình gặp được ông thầy mà ông nói câu thế gian chịu tu, chịu làm, chịu chơi. Nói thiệt á. Khi vui chơi cũng chịu chơi thiệt chứ bộ giỡn đâu. Vì thấy cái Tết không? Cái Tết mà chơi ghê dữ chưa? Thôi bây giờ đây tới Tết là tu kinh nghiệm à. Năm nay Tết là tu tổ chức hoành tráng như quý vị coi mà không bao giờ có chuyện hát ca ầm ầm nữa đâu. Nhưng mà nó sẽ làm cho bị vui, thiệt là vui. Nó hát ca mà như mấy cái lần Tết kia nó cũng vui nhưng mà nó mệt quý vị ơi. Kỳ này là tôi tổ chức lại. Điều chỉnh lại mấy cái mùa Tết là toàn là những cái phim ảnh là được giữ hết, được xài hết. Chứ không có bỏ. Còn mấy lần kia vui chơi dữ quá đâu có lấy được phim nào đâu. Tết có lấy được phim nào đâu quý vị. Bỏ chứ. Bây giờ từ hôm nay là Tết là tổ chức hoành tráng mà đặc biệt mà vui, nhẹ nhàng, tích tụ năng lượng nữa chứ. Này mới hay.
Tính vậy đó mới hay, thấy không? Kỳ này là khiếm thị là có bố hình như là 7-8 người ca sĩ, bữa nay lên tới 7-8 người rồi đó nghe, chứ không giỡn đâu. Hình như coi không cỡ 5-6-7 người vậy đó. Để có thêm một ca sĩ nam, thêm một ca sĩ nam nữa. Còn cái ca sĩ bữa đó hát thì lợi bình thường hết trơn rồi đó. Rồi thêm một ca sĩ nam lạ lạ, mà ca sĩ này cũng nổi tiếng lắm quý vị, nổi tiếng lắm. Thường ca sĩ như Đức không biết tên nhiều, nhưng mà thấy hát nhiều dữ lắm, ca sĩ này hát nhiều lắm, nổi tiếng lắm á. Nó bây giờ là ca sĩ mà đến hát cho Kiếm Thị nghe là số 1. Để người ta dẫn gia đình đến dự chương trình Kiếm Thị á, mà cái bữa hát cho người Kiếm Thị đó nghe, là mình tập trung vô bên trong này, mình ngồi mình được cổ vũ. Chứ mày ra người Kiếm Thị người ta không cổ vũ nổi đâu, có thấy gì đâu cổ vũ, thấy không? Mà ca sĩ người ta hát của mình không cổ vũ, mình ca sĩ người ta hát mình cổ vũ, người ta phái người ta lợi người ta hát, lợi ta hát hoài. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, họ lợi họ hát họ không lấy tiền mà còn tốn tiền xe nữa, mình chỉ có cổ vũ thôi mà không làm được nữa thôi. Không, mình đưa lên quy tắc rồi, lỡ chùa mình hát là miễn cái vụ bao thư đi, mà còn phải cúng dường tam bảo nữa chứ. Bữa đó có ca sĩ hát xong rồi, dạ thưa thầy, con lại chùa thầy, con thấy nuôi người già cảm động quá trời cảm động. Hồi xưa thì con đi hát ở đâu cũng bỏ bao thư đưa cho con không, nhưng mà chuyến này con phải bỏ bao thư cúng dường lại cho thầy. Thì đứng ra được ca sĩ này ngoan á, ngoan á con. Cái kêu sư phụ mà nói ngoan 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 ngoan. Quỳ quỳ gõ đầu mấy cái nữa chứ, thấy không? Mình tu sĩ mình phải giữ hơn ca sĩ chứ, thấy không? Không mà quý vị nhớ không, quý vị mà đi đến đây quý vị thấy thấy ông thầy hướng dẫn quý vị thấy nói cỡ nào cũng trên người ta, thấy không? Vô là giảng ầm ầm bèo gì cũng một tiếng, ca sĩ được 10 phút, đúng không? Vậy là được rồi. Như vậy đó, thịnh đó quý vị, thịnh. Không, chứ mới vô mà ca sĩ hát không mà mình không nói được câu nào là thất bại, thất bại. Nhưng mà mấy ca sĩ này nổi tiếng không, nên khi hát đưa lên đó quý vị, như cái trang của Hoa hậu Kim Thoa mà hơn 2 triệu người coi, kinh không? Bắt đầu nó phát triển về những cái mạng trí thức á, xã hội. Bắt đầu Phật pháp nó len lỏi đi vào con đường đó, nó mình kết hợp phát triển Phật pháp quý vị. Như Đức tin chùa mình từ từ viết những ca sĩ nổi tiếng tôi thích gì đây hát, tại thấy cái hội chúng mình nó quá nhiệt tình, nhiệt tình quá. Khi người ta hát đồ đó mình cũng phải, nó trắng ra lúc nghe pháp mình cũng vỗ tay mình vui, nhưng khi người ta hát mình cũng là đó, hiểu không? Ca sĩ người ta phải hát vậy lắm. Chứ bây giờ mà còn người ta hát mà mình ngồi với mình làm nè, nghỉ hát luôn á, mình kênh nó sao mà hát, thấy không? Mình ở với người ta hát, mình ngồi dưới mình giống như gật gật cái đầu là hay á, biết không? Còn ở dưới mấy bà người ta hứng hát lắm nghe, thì người ta lỡ người ta hát cho mình nghe, trời ơi mình chỉ có làm chút chứ sợ gì, cái gì đâu, thấy không? Cái đây là phù hợp nhân sinh, phù hợp, thấy không? Đó, thấy nghe Phật pháp vậy vì thấy nó gần gũi ghê không? Đó, nên những đức nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị hiện tại ngồi đây và những người khắp nơi nơi đang coi trực tiếp, mỗi ngày nghe pháp, mỗi ngày tu hai thờ tại gia đình ổn định, gầy dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, vì pháp môn tịnh độ này quá đặc biệt, quá thù thắng. Nhớ nghe, khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Ai với Đạo Phật.